Nè, đề bài cho nè, đề bài cho nè, cho PowerPoint nè, được chưa? Cho đường thẳng D nè, AB là giao điểm của B và D nè, A là tọa độ âm nè, M được OX nè, sao cho diện tích tam giác MAB bằng hai lần diện tích tam giác OAAB. Thì bước đầu các bạn phải tìm được tọa độ điểm A và điểm B, thì bạn nhớ ngay đến phương trình hoành độ giao điểm của P và D. Giải 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 các bạn có thể giải bằng delta hoặc là nhẩm nhẩm nghiệm. Thì ra nhẩm nghiệm nha, a trừ b cộng c bằng bằng không. Vậy mình sẽ có hai nghiệm, một nghiệm là trừ trừ một và một nghiệm là trừ c chia chia a, vậy là ra ba phần phần hai. Sau đó có x rồi đúng không ạ? Các bạn có quyền thế vào b hoặc vào d, thì mình thế vào b nha các bạn, thì lấy trừ một bình nè và nhân hai ra là hai. 3 phần 2 bình phương thì ra 9 phần 4 nhân 2 ra 9 phần phần 2. Thì mình biết A của mình có hoành độ âm, hoành độ đây, hoành độ là chữ chữ x. Vậy mình xác định được A của mình là trừ 1, trừ 1, 2. B của mình là 3 phần 2 và 9 phần 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 2. Khi đã có tọa độ điểm A và điểm B thì các bạn nên vẽ lại để cho các bạn xác định đúng cái phương hướng nè. Vẽ trục trục OX nằm ngang nè, trục OY thẳng đứng nè. Điểm A đây, điểm B đây, điểm O đây. Do điểm M thuộc trục OX đúng không ạ? Mình lấy đại điểm M ở đây. Ok chưa ạ? Điểm M ở đây thì M sẽ có tọa độ là x0, tại vì thuộc OX là cái y nó bằng bằng không nha các bạn, y nó bằng bằng không. Rồi các bạn nhìn vào đây, diện tích tam giác MAB bằng hai lần diện tích OAB. Thì các bạn nhớ đến công thức, muốn tìm diện tích của một cái tam giác thì bằng 1 phần 2 chiều cao nhân cạnh đáy. Đó. Rồi, vậy ta từ O nè, ta tính diện tích tam giác AOB nha. Từ O ta kẻ một cái đường cao vuông với AB. Vậy diện tích AOB chính là 1 phần 2 OH nhân AB. Tiếp tục diện tích MAB nè, ta kẻ một cái đường cao MK vuông với AB thì sẽ bằng 1 phần 2 MK nhân AB. Được chưa ạ? Sau đó các bạn viết lại cái đề nội dung của đề bài nè. S bằng diện tích tam giác MAB bằng hai lần diện tích tam giác OAAB. Diện tích tam giác MAB các bạn thay bằng cái biểu thức này. Được chưa ạ? Đó, thay bằng biểu thức này. Tiếp tục hai viết lại nè. Diện tích tam giác OAB các bạn thay bằng biểu biểu thức này. Được chưa ạ? Và đây dưới đây rút nè, đây dưới đây rút nè, vậy ta có gì ạ? MK cái đoạn này bằng hai lần đoạn này, được chưa? Đoạn này bằng hai lần đoạn này, các bạn hình dung không ạ? Đoạn này bằng hai lần đoạn này, thì tiếp theo ta có đoạn này vuông với đoạn này không ạ? Có. Đoạn này có vuông đoạn này không ạ? Có. Vậy hai đường này song song song, mà cái đoạn này bằng đoạn này chia hai, hay nói cách khác đoạn này bằng đoạn này nhân nhân hai, thì suy ra điều gì ạ? Suy ra chắc chắn OH chính là đường chung, OH chính là đường chung trung bình, đường trung bình của tam giác CKM. Được chưa ạ? Rồi, đường trung bình thì đồng nghĩa O là trung điểm của MC, O là trung điểm của MC. Điểm O có chưa ạ? Không, không. Điểm C có chưa ạ? Chưa, nhưng mình kiếm được đó chính là giao điểm giữa đường thẳng AB với trục OX. Được chưa ạ? Vậy ta tìm được điểm C, tìm được điểm O, thì ta tìm được điểm M. Ok không ạ? Ok không ạ? Ok nghe các bạn.